Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Ba Vì. Chương trình hôm nay có các tin chính như sau: bế mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân huyện Ba Vì khóa 19, Hội phụ nữ huyện Ba Vì, hội nghị bồi dưỡng kiến thức kinh doanh cho phụ nữ xã Phú Châu. Huyện Ba Vì thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 19 dự án. Công tác bảo tồn và phát triển thuốc nam tại huyện Ba Vì. Phần chuyên mục giới thiệu một số văn bản mới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 30 tháng 6, Hội đồng dân huyện tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ 14. Đại biểu Hội đồng dân huyện khóa 19 đã thảo luận và quyết nghị các tờ trình và dự thảo nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2019. Thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn vốn đầu tư các dự án kiên cố hóa giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng, phục vụ dồn điền đổi thửa, sử dụng vốn của thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đề nghị thành phố hỗ trợ, các quận hỗ trợ ngân sách huyện Ba Vì và nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nguồn tăng thu từ đất, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Vì. Kỳ họp lần này, Hội đồng dân huyện đã bầu bổ sung trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng dân huyện đối với bà Đặng Thị Nguyệt Hoa, huyện ủy viên, bí thư chi bộ, tránh thanh tra huyện. Tiết mục Pháp luật và đời sống. Công ty Máy tính Tú Vân trân trọng kính chào quý khách. Lời đầu tiên, công ty Tú Vân xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc đến với khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Ngày nay, bởi sự phát triển của thị trường máy tính, laptop, camera giám sát, máy in, thiết bị mạng và dịch vụ sửa chữa tại công ty Máy tính Tú Vân. Địa chỉ 93 Phố Hưng Đạo, Quảng Oai, đối diện Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì. Điện thoại 02433640757. Công ty Máy tính Tú Vân hân hạnh được phục vụ quý khách hàng với phương châm uy tín khẳng định thương hiệu. Vé vẻ tè vé nghe về gắn kết. Cuộc vui đình nhất phải có bạn hiền. Món ngon ba miền cùng nhau chia sẻ, chọn niềm vui vẻ thêm vị bia ngon. Nâng ly tự hào dâng cao sảng khoái, tinh thần khẳng khái đậm chất Việt Nam. Gắn kết ba miền, khui liền bia Việt. Bia Việt, một sản phẩm của nhà máy bia Heineken Việt Nam. Bia Việt được nấu với những thành phần tự nhiên cùng kỹ thuật lên men lạnh, giúp bia Việt lưu giữ sự tinh túy của hoa bia và đem đến sự sảng khoái bất tận. Bia Việt dâng cao, tự hào chất Việt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.